Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay mình có gặp một thằng em nó đang đi xuyên Việt rồi các bạn. Trưa nắng quá mình mời ở nhà uống nước rồi. Mà là con là nãy nói ở tỉnh nào? Người An anh. À. Bác ra đó khi nào chứ? À, cũng có đi rồi mà lâu rồi. Lâu rồi. À. Nghệ An thì đất rộng lắm. À. Thằng em nó đi hành trình này. Đó là cái tên của con Trần Đức Trung anh. Trần Đức Trung hành trình đi bộ xuyên Việt này. Khúc đỉnh số 3 tỉnh thành. Mà con đi là đi theo đường Đông Trường Sơn này anh. Con cháu đang đi ra đường Đông Trường Sơn. Đông Trường Sơn anh, giờ đi vô cứ đường Đông Trường Sơn này đi anh. À. À, con đi là người ta ủng hộ tiền mà con không có lái anh. Bởi vì cháu không phải là đối tượng nghèo, không phải đối tượng khó cho nên là cháu cũng không có nhận. Còn ủng hộ là ủng hộ cho những người nghèo, người khó, những người cần thì nên. Chú coi trên YouTube thì thấy nha, nhiều người nó người ta đi nó người ta dọc đường người ta thấy cũng thương. Người ta cũng hỗ trợ rồi nhiều lắm. Hỗ trợ lớn tiền nước còn đoàn đi đường ấy. À. Này các bạn. Xe này. Xe đây là đi ăn này. Phần nước mía này các bạn. Hành trình đi bộ vì một Việt Nam tươi đẹp. Trời ơi, nó đổ mát à. Nó lá này các bạn. Chú nghe thằng con chú nó mới đi lên trên đài này. Lên đài nó nói có ông đi bộ xuyên Việt. Chú chạy lên thử. Con này nhiêu tuổi rồi? Cháu năm nay 34 rồi. 34 anh, có vợ rồi chưa? Đây các bạn. Trời rất nắng nè các bạn. Em đây nè. Đang đi xuyên Việt này. Nó cho ngày em nó uống miếng cho em. Xe này các bạn. Lắc cờ các bạn. À, mấy tuổi rồi chưa có vợ. Trần Đức Trung ha, hành trình đi bộ xuyên Việt. Quyết định sống và tỉnh thành. 2024, 2025. Ở đây được bao nhiêu tấn rồi? Đây là 28, còn 35. 28 tấn đó. Là ở phòng tầm cuối hay là ở Bình Định rồi? Đây là Bình Định đấy. Bình Định lên anh. Đi từ đèo An Khê đấy. Đèo Khơ. Nãy giờ nghỉ, em nó nghỉ rồi các bạn. Giờ bắt đầu hành đi tiếp này. Trời nắng gơ. Thôi cố gắng đi ngang giữ gìn sức khỏe nha con. Đó, giờ đi tiếp này các bạn. Đó. Rồi, đi nha, bye bye. Đi nó, đường đó là Đông Trường Sơn các bạn, Đông Trường Sơn. Thấy rằng em nó nghỉ nhà mình, bây giờ đi tiếp rồi. Đi các bạn.
À, mình xin kết thúc video ra các bạn. Cho đi rồi.